Chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một tụt màn hình khóa 120 điểm của bác Nguyễn Ngọc. Đây, tụt nó sẽ như hình này, chỉ gồm cái phần dưới này thôi. Cái video này mình làm sau khi mình bỏ thuê cho người khác, một ông kia. Sau khi bỏ xong thì ông nhớ làm video hướng dẫn chi tiết để ông có thể học. Thì đầu tiên các bạn muốn món tụt này thì vào cái link ở phần mô tả và tại cái tụt mình đã cho link ở phía dưới đây. Và sau khi tải về thì các bạn sử dụng APK tụt để Dacom Mì, ở đây mình mình đang hướng dẫn ở cái máy Xiaomi nhé, Rome MIUI. Còn các bạn có một số máy nó sẽ nằm ở SystemUI luôn, cái màn hình khóa nó nằm ở SystemUI luôn. Như ở đây mình hướng dẫn cụ thể về MIUI. Các bạn cái file MIUI keyword.apk này, hay một ở đây các bạn Dacom này. Bạn nào chưa biết Dacom thì các bạn có thể tham khảo cái video của mình. Mình cũng đã có một video hướng dẫn sử dụng APK tụt ít về Dacom khá lâu. Dacom xong thì nói chung tụt này thì cũng quá là đơn giản lắm. Bước tiếp theo thì các bạn mở mở cái tụt đã tải xuống ra. Đây, cái tụt này các bạn tải xuống, mình sẽ cho cái link ở phía dưới video ấy. Tụt ra tên là 120. Sau khi ấy thì các bạn mình sẽ nói về cách đơn giản nhất. Các bạn mở cái quốc cái ADC này ra, tập bên này là mở như này, còn tập bên kia các bạn mở tút và các bạn đánh dấu ba cái này cho mình để sao chép. Đấy, là nó đã qua bên này, đã có cả cái tiếp theo để cái này là các bạn đã copy các cái nguyên liệu vào, các cái file vào. Còn muốn nó hiển thị ấy, thì các bạn sẽ vào này, MIUI Keyboard, cái đĩa RC này, Red này, Lightwood, và tìm những cái file hiển thị ấy. Mình cái này mình nói về MIUI nhá, vì mấy cái máy khác thì nó sẽ hiển thị cái file hiển thị nó khác. Còn MIUI nó cái file hiển thị của MIUI là MIUI port cái word gần chữ live word. Cái này mình không cần tiếng Anh nên mình đọc có thể sai. Đây, các bạn mở cái này ra. Và quay lại APK tụt ít này. À, quay lại ít folder. Các bạn copy cái của giấy hiển thị này. Sao chép. Và các bạn dán tên của giấy dưới cùng. Đấy. Thì đây. Của giấy dưới cùng là của giấy Linh Lightwood này. Thì các bạn sẽ dán ở phía đây. Đấy. Và nó sẽ cái màn hình khóa gốc á, nó sẽ có cái phần đây, cái button này ấy.
nghĩa là cái phần nó hiển thị cái dòng vuốt trượt lên để mở khóa và máy ấn đấy. Đấy, nó sẽ có những cái đó thì mình sẽ ấn nó đi. Mình sẽ ấn nó không chọn không đi, không chọn không đi. Hay sau khi xong rồi bạn xây lại và quay lại APK tự đi cái ra con. À con nếu nếu bạn nào muốn đổi đổi cái avatar thì các bạn có thể sử dụng đây, ở đây có Red Dragon này có cái file avatar cái chữ Mi Mi một này, các bạn sẽ đổi lại thành cái icon khác khi các bạn thích. Cái này là mình có sửa lại một chút để cho nó phù hợp hơn, vì cái tụt của bạn Nguyễn Ngọc ấy thì nó cái phần để cái avatar này nó to và một lần muốn mod thì phải chỉnh sửa file lại. Máy vừa rung là bảo đã mod xong rồi đấy. Đây ra com như này là đã thành công nhé. Sau khi ra com xong các bạn sử dụng Xplorer này để sao chép cái Meta và Android Cat vào. Mình sẽ sao chép từ cái Meta Info này và Android Min Cat. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử test cho các bạn xem nhé. Đây, cái của mình thì là nó như này nhé. Và mình sẽ thay cái vừa mod vào. Cái vừa mình mod xong ấy. Mình thay vào chả quên phải copy con anh kia. Như này đây nó sẽ từ đây này. Chả cần phải khởi động nguồn lại. Nhưng các bạn làm thì mình khuyên các bạn chọn cách an toàn là cứ copy vào hệ thống trước ấy. Sẽ quyền là mày chạp đè lên. Đấy, nó sẽ tự nhảy. Đấy. Đây là cái mình vừa mod. Cái này là mình vừa mod xong. Mình nói luôn cái phần cái dòng chữ user này, đây cái dòng tin nguyện này ấy, các bạn có thể đổi ở cái file các bạn có thể đổi ở file này này, mở tụt trở lại này nhé. Mình muốn đổi tên, đổi cái tên nhé, mình sử dụng tên của mình nhé. Còn các bạn muốn đổi thì các bạn sẽ đổi ở đây, với cái file lock screen này và tìm tìm chữ tên nguyện. Đây và các bạn sẽ sửa thành tên của các bạn thích tên nào sửa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nhớ nhấn like và subscribe kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video mod khác.